xã hội Việt Nam đang hội nhập sâu rộng mọi mặt với thế giới bên ngoài và người dân đang giàu lên nhanh chóng trong những năm gần đây. Khi đời sống vật chất trở nên no đủ, thì nhu cầu sức khỏe và sắc đẹp sẽ được đặt lên hàng đầu. Nắm bắt xu thế ấy, ngành gym là một ngành công nghiệp không khói và là một con gà đẻ trứng vàng cho giới đầu tư. Trong đó có gymmer. Lướt nhanh các trang mạng xã hội, bạn sẽ thấy những quảng cáo về phòng tập gym nhan nhản, bình dân có, cao cấp có, với nhiều tính năng phong phú, đa dạng, vượt xa những năm 2000. Có thể nói, nếu không đổi thay thì bạn sẽ thất bại trước thời buổi công nghệ 4.0. Trước tình hình đối thủ luôn PR quảng cáo để tìm kiếm khách hàng, như vậy thì ông lớn BBT có những chuẩn bị gì? Không đầu tư thuê mặt bằng gym để nhanh chóng mở rộng thương hiệu, cũng không nhượng quyền thương hiệu để huy động vốn, Duy Nguyễn luôn tạo ra những nguồn tin chấn động với những gym center hàng triệu đô la, như cái cách chàng CEO này nói về hai chữ đẳng cấp. Ai theo dõi Facebook thường xuyên thông qua các live stream đầy tranh cãi của Duy Nguyễn chắc hẳn cũng ít nhiều biết được BBT đang lâm vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt với dự án BBT Hiệp Phú quận 9. Thì liệu với một cái đầu nhạy cảm trong kinh doanh, với khát vọng muốn chinh phục những chữ nhất đời gym, Duy Nguyễn có định công thành nào mới hay không? Chắc chắn là có. Lấy gấp đôi cái nhu cầu, số tiền đừng có quan tâm. Mình làm ăn, mình phải biết chớp lấy thời cơ. Duy Nguyễn là một doanh nhân rất thích bàn về Tam Quốc, cũng như muốn thể hiện cái ngôn, cái ngạo nghễ của một chiến binh gymmer trên mặt trận kinh tế, với một câu nói huyền thoại, nửa vui, nửa đùa là công thành, chiếm đất, đoạt mỹ nữ, thì không thể nào bỏ qua những vị trí đắc địa để có thể xây thành gym center. Vậy, ở đâu, khi nào thì chúng ta không thể biết được. Nhưng hoàn toàn có thể suy đoán rằng có hai giải pháp khả thi. Thứ nhất, quận 10. Được nhắc đến trong rất nhiều live stream. Dự án BBT quận 10 là một niềm ấp ủ cho khát vọng tiến vào trung tâm chinh phát hứa xương của nhà Ngụy trong thời Tam Quốc, nơi Tào Tháo đặt làm tổng hành dinh. Trong lịch sử, với hàng chục lần phạt Ngụy thất bại của nhà Thập Hán từ Gia Cát Lượng cho đến Khương Duy, thì liệu điều này có được sự thành công ở Duy Nguyễn? Không biết, nhưng thông tin Duy Nguyễn làm việc rất thường xuyên với các cò nhà, cò đất khu vực Bắc Hải quận 10 là xác thực từ nguồn tin nội bộ, và trên Facebook càng làm dấy lên đồn đoán về một BBT quận 10. Vậy với giá trị bất động sản rất chát ở quận 10, tại sao Duy Nguyễn lại quan tâm đầu tư? Câu trả lời duy nhất là thị trường. Nếu bạn theo dõi Duy Nguyễn lâu ngày thì bạn sẽ thấy Duy Nguyễn rất thích được cung phụng và ăn sẵn. Hay nói cách khác, trong kinh doanh là người ta tìm khách hàng cho bạn hưởng. Quận 10 sở hữu rất nhiều thương hiệu gym từ lớn cho đến nhỏ với rất đông hội viên. BBT thành lập nơi đây thì chắc chắn sẽ có nguồn khách ăn sẵn ở mảnh đất có 250.000 dân giàu này. Hơn nữa, quận 10 tiếp giáp với các quận 5, 11, quận 3 và Tân Bình, rất nhiều quận khác, tất cả đều là quận đại gia. Có thể nói, có được quận 10 gần như có được thiên hạ. Với rất nhiều ưu điểm, chắc chắn Duy Nguyễn sẽ không hề bỏ qua. Nhưng để tìm được một miếng đất 300m² để hạ thành là điều không hề đơn giản. Và sự huy động vốn lớn là điều làm cho nhiều nhà đầu tư gục ngã. Dễ thấy hiện tại, BBT có 4 cái khó. Thứ nhất, nâng cấp BBT Bình Tân với hệ thống máy lạnh, thay giả máy Mỹ và BBT Bài Nài. Thứ hai, hoàn thiện đi vào khai trương BBT Hiệp Thành quận 12. Thứ ba, gấp rút xây dựng và đưa vào hoạt động BBT Hiệp Phú quận 9. Thứ tư, mở rộng phân phối độc quyền nhiều hãng thực phẩm bổ sung mới như RSP và Evoken.
mã cái khó nào cũng rất lớn và khó nuốt. Liệu không biết Duy Nguyễn có tung hỏa mồm thị trường hay không? Khó khăn chồng chất hay PR quá đà? Mà nhiều tháng trôi qua, có vẻ chúng ta vẫn chưa biết thành tiếp theo của BBT sẽ là ở đâu. Một điểm đến khác mà tôi nghĩ có khả năng đó chính là quận 7. Dạo này sếp thường xuyên vắng mặt công ty và định vị chiếc Mercedes luôn ở khu vực Nam Sài Gòn. Khu vực Nam gồm quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Huyện chắc chắn sếp tỏ không chơi nên xin lạc ra. Còn lại không thể khác, đó là quận 7. Đây là một cánh cửa chiếm lĩnh khu Nam Sài Gòn trù phú, có thể ví như Giang Đông trong toàn quốc. Chiếm được thành này, Duy Nguyễn sẽ sở hữu tứ trụ Sài Gòn, khống chế và kiểm soát mọi ngả đường tiến vào thành phố giàu có và phát triển nhất nước Việt Nam. Hơn nữa, nếu Duy Nguyễn chọn đánh quận 7, thì không những sẽ là tiền đề để tiến vô quận nhất, quận 5 ở hướng Bắc, thông qua dự án cầu Thủ Thiêm mới sẽ tiến về quận 2, nơi có khu đô thị hiện đại Thủ Thiêm, kết hợp với đảo quân từ thành BBT Hiệp Phú Đông Sài Gòn tiến về Hợp Quân. Hơn nữa, quận 7 án ngữ tuyến đường huyết mạch mở cửa ra Nhà Bè và Cần Giờ. Hai nơi có tốc độ phát triển bất động sản thuộc dạng nhanh nhất thành phố Hồ Chí Minh. Một lợi thế khác của quận 7 là Phú Mỹ Hưng và nhiều khu dân cư mới, tri thức, giàu có, những thứ mà có thể làm đầy túi tiền của ông chủ đầu tư Duy Nguyễn. Có thể nói, dự án quận 7 là dự án khá kín tiếng của Duy Nguyễn. Nhưng các bạn nên nhớ, Diêm Chúa luôn đặt chúng ta vào một câu chuyện đã rồi. Kinh nghiệm xương máu từ thành quận 12 và quận 9 đã nói lên điều đó. Quận 7, quận 10 là hai địa điểm mà chúng tôi cho là hợp lý để giải mã cho thông tin Duy Nguyễn sẽ công thành nào tiếp theo. Dựa trên những phân tích chủ quan về cá tính của Duy Nguyễn cũng như khách quan về thị trường và tiềm năng, mỗi nơi đều có một thế mạnh của nó. Cho dù chỗ nào đi chăng nữa thì BBT cũng đã đang khẳng định tầm vóc của mình trong thị trường riêng biệt. Một câu hỏi vui là nếu BBT chuyển vốn từ Xúc qua Gym thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhất là với cá tính ngông nghênh và khó đoán của Duy Nguyễn ngày nào còn đang điều hành BBT. Thật thú vị, chúng ta sẽ chờ xem. Gymbit sẽ nhạt lắm nếu thiếu hai chữ Duy Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và subscribe để không hớt Gymbit nhé.